Thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định sau nhiều ngày nắng nóng, Nam Bộ khả năng có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối. Còn nhiều khu vực khác tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cần chú ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến các tỉnh Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, nắng nóng cục bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng ven biển nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, ở Bắc Bộ có sự trái ngược giữa phía Đông và phía Tây. Trong khi Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Còn phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng, từ ngày mai nắng nóng về diện rộng. Về nhiệt độ từng khu vực, phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.